Đại úy Dunlop, có lẽ là anh đã nghe được những chuyện xảy ra ở thành Jhansi rồi. Đúng vậy thưa ngài, Lakshmi Bai, nữ chúa của Jhansi, đã chiến đấu với quân đội người Anh và giành lại Jhansi. Bây giờ cô ta sẽ kéo quân đi tấn công pháo đài Jhansi. Đó chính là lý do tại sao đặc phái viên Nelson đã gửi thông điệp cho chúng ta. Bọn họ cần chúng ta chi viện quân, nên anh hãy cử đại đoàn quân người Anh tiến về Jhansi. Nhưng thưa ngài, binh lính của chúng ta đã được dàn quân đi khắp các vùng lân cận của Bundelkhand rồi. Nếu chúng ta rút hết binh lính ở đó về thì... Ta không quan tâm. Gọi tất cả về đi. Và từ số quân lính đó, anh hãy phái 12 tiểu đoàn tới Jhansi ngay lập tức cho tôi. Lakshmi Bai muốn đánh chiếm pháo đài Jhansi. Và chúng ta, công ty Đông Ấn thì muốn thâu tóm toàn bộ thành Jhansi. Chúng ta sẽ sớm lấy lại được pháo đài Jhansi và giải thoát thành Jhansi hoàn toàn khỏi lũ người Anh. Số lượng binh lính người Anh tại pháo đài của chúng ta rất ít ỏi, và đây chính là thời cơ để tấn công bọn chúng. Đúng vậy nữ chúa, God Khan sẽ đến đây cùng với quân đội về Đại Bắc. Sau đó thì quân đội của phe ta sẽ được chi viện, và thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Thần linh Mu Nam, tôi rồi, tôi không đi nổi nữa. Ai nói đó? Ai nói đó? Danh sĩ chúng ta không cần những binh sĩ yếu ớt và nhát gáy như vậy. Thích thì ngồi nghỉ đi. Thưa ngài, tôi đã đi bộ 16 cây số. Im đi. Một phụ nữ đã từ bỏ sự xa hoa phú quý nơi cung điện và ngày đêm đấu tranh vì danh sĩ này. Anh đi bộ mới có vài cây số mà thấy khó khăn rồi. Đi đi. Thưa ngài, ngài thống đốc toàn quyền đã gửi một tin nhắn. Đội quân người Anh đã lên đường tới Jhansi chi viện. Tới nhanh đi. Chúng ta sẽ một lần nữa đánh chiếm thành trì Jhansi. Giờ ngài đang nghĩ gì? Chúng ta sẽ chờ quân chi viện của chúng ta tới đây hay là... Chúng ta không thể chờ quân chi viện của chúng ta tới được. Trước khi lũ người Anh xấu xa hành động, chúng ta phải tấn công bọn chúng trước. Và giờ chính là thời cơ. Nhưng mà thưa nữ chúa, hiện giờ chúng ta không có đủ quân sĩ để tấn công bọn chúng đâu. Ragunath, đúng là quân số của chúng ta ít hơn bọn chúng, nhưng mà trên chiến trận thì phải can đảm và có dũng khí mới chiến đấu được. Quân phe của chúng ta sẽ giết được hơn một nửa số quân lính của phe người Anh. Và lúc này sĩ khí của chúng đang rất thấp. Và nếu chúng ta bất ngờ tấn công bọn chúng thì bọn chúng sẽ bị buộc phải rút quân. Sau đó chúng ta sẽ đánh chiếm lại pháo đài Jhansi của chúng ta. Trong pháo đài còn có một số binh lính của ta bị giam giữ. Không lâu nữa chúng ta sẽ nhanh chóng đánh chiếm thành trì Jhansi. Chúng ta bằng cách nào đó sẽ xâm nhập vào bên trong thành và dàn quân đi khắp nơi. Và chúng ta sẽ bao vây quân đội của phe Lakshmi Bai từ mọi phía và kết liễu hết tất cả bọn chúng. Và sau đó, khi đại úy Dunlop dẫn đại đoàn chi viện người Anh tới đây hỗ trợ, thì chúng ta có lẽ là đã giết chết được hơn một nửa quân đội Jhansi của nữ chúa Lakshmi Bai rồi đó ngài Hamilton à. Nhưng mà chúng ta phải coi làm sao mà bộ binh của chúng ta có thể xâm nhập vào thành Jhansi mà không ai hay biết. Nếu như chuyện này xảy ra được thì Jhansi sẽ là của chúng ta. Chúng ta sẽ thâm nhập vào pháo đài thành Jhansi mà không để một ai hay biết. Một khi chúng ta vào được pháo đài thì chúng ta sẽ dễ dàng hạ gục lũ người Anh này.
tâu nữa chúa. Đây là vấn đề sinh tử, cho nên tất cả chúng ta phải suy xét thật kỹ càng mới được. Làm cách nào mới có thể thâm nhập vào pháo đài mà không có thương vong nào chứ? Thưa nữ chúa, chúng ta có thể thâm nhập vào bên trong pháo đài, nhờ người trong pháo đài tiếp tay cho. Không đâu tể tướng, lần này chúng ta không thể vào trong như vậy được, bởi vì lần trước Hamilton đã nhìn thấy ta vào bên trong bằng cách này rồi. Thưa nữ chúa, tại sao chúng ta không đột nhập vào đó bằng các bao lương thực một lần nữa? Anh Tách Gia, nếu các binh lính phải trốn trong các bao lương thực thì họ có thể bị ngạt thở mà chết đó. Các khanh cho ta một chút thời gian, ta nghĩ ra sẽ nói cho các khanh. Tại sao ở đây có máu vương vãi vậy hả? Lau sạch đi, nhanh lên! Dạ rõ. Thưa ngài, có vẻ như ở đây có lối đi bí mật. Ta đã tìm ra được lối vào đó rồi. Ôi thần linh ơi! Chuyện gì? Tôi nghĩ phía trước đường bị chắn, chúng ta làm sao đây? Thưa ngài Gotkhan, đây là đường ngắn nhất để tới thành Zanshi rồi. Nếu mà chúng ta chấp nhận đi một lối khác thì phải mất hơn 2 tới 3 ngày nữa mới tới được Zanshi. Bằng mọi giá chúng ta phải tới được thành Zanshi thật là nhanh. Chúng ta vẫn phải tới Zanshi thông qua con đường này. Chúng ta phải di chuyển những tảng đá này đi chỗ khác. Nhanh lên, các chiến hữu! Hỡi thần linh trên cao, xin người hãy giang tay bảo vệ nữ chúa của chúng con.
Hỡi binh lính, những chướng ngại trên đường này không thể ngăn Gotkhan ta tới thành Yanxi đâu. Làm thôi. Đừng, nữ chúa à. Đừng. Xin người hãy kiên nhẫn. Tên Nelson này nhất định sẽ bị chúng ta trừng phạt vì tội bất kính với hoàng tộc. Và đây là lời hứa của thần. Hãy nhìn phía dưới cánh cửa pháo đài. Một cái dĩa. Có nghĩa là Nelson muốn gửi cho ta lời nhắn gì đó. Hãy đưa người đưa tin vào trong. Xin chào bé Kinh. Hãy gửi lời nhắn này tới đúng nơi đúng chỗ đó nha. Jorurazo, chúng tôi đã tìm thấy lối đi bí mật để xâm nhập vào trong pháo đài của thành Yanxi rồi. Lối đi đó dẫn từ thành trì của Yanxi tới ngự thiên phòng bên trong cung điện. Ông hãy lừa rồi dẫn Lakshmibai, Tatya và Raghunath đi qua lối đó. Và một khi bọn chúng đã xuống lối đi đó, chúng tôi sẽ tập kích giết chết bọn chúng. Cho dù là ai đi vào giới ải nữ chúa đó vào bên trong mật đạo thì chúng tôi cũng sẽ giết hết. Tâu nữ chúa, thần vừa tìm thấy một ý tưởng độc nhất để thâm nhập vào trong pháo đài. Raudulazo, trước hết ông hãy cứ để nữ chúa lên tiếng đã. Có sự khác biệt giữa quan điểm của ông và nữ chúa. Ta đã tìm ra được một lối đi vào trong pháo đài rồi. Hả? Là lối nào vậy nữ chúa? Nhiều năm trước ta đã phát hiện được lối đi bí mật nằm trong ngự thiện phòng. Lối đi này dẫn từ đó đi thẳng ra thành trì Yanxi.
chúng ta sẽ đi vào từ lối đó. Mình không nói ra mà mọi việc vẫn như ý sao? Thần nghĩ là cái chết đang kề cận tới người lắm rồi đó nữ chúa. Nhưng mà muôn tàu nữ chúa, một mình người đi vào đó thì thật là không phải. Người nên dẫn theo Raghunath hoặc là Tatya đi cùng. Không đâu Raudula chủ, ta sẽ đi một mình. Thầy Tatya, cùng với Raghunath và ngay tể tướng, mọi người hãy đi cảnh báo người dân ở bên trong thành. Phải để lũ người anh ngồi trong cung điện thấy mọi sự vẫn bình thường mới được. Trong lúc đó ta sẽ đột nhập vào bên trong cung điện bằng lối đi bí mật. Một khi ta đã vào được bên trong cung điện thì ta sẽ ra ám hiệu cho khanh thấy. Sau đó ta sẽ mở cổng ra và tất cả các khanh có thể vào bên trong. Nữ chúa, xin người thứ lỗi cho. Tại sao người không dẫn theo một số chúng thần đi vào đó? Nữ chúa hãy chọn một trong hai chúng thần theo hầu người. Được đó, ta sẽ chọn, ta chọn Raudulaju đi cùng với ta. Thần sao? Sao vậy? Người nào đi cùng nữ chúa Lakshmibai vào mật đạo chắc chắn đầu của người đó phải lìa khỏi cổ. Khanh có vấn đề gì sao? Hay là khanh thấy sợ? Thưa không, không sợ thưa nữ chúa. Không phải là chuyện đó. Thật ra là thần người thường khi nghe tới việc phải xuống lòng đất thì nhịp tim có chút xáo động thưa nữ chúa. Sẽ không sao đâu. Chúng ta đã đi xuống mật đạo bao nhiêu lần rồi. Hai ta sẽ đi vào một đầu và nhanh chóng tới đầu bên kia mật đạo để vào cung. Tuân lệnh thưa nữ chúa. Thần rất hân hạnh hộ giá nữ chúa. Quyết định vậy đi. Các khanh ở ngoài chuẩn bị quân đội để tấn công. Sẽ không lâu nữa, cung điện của chúng ta sẽ sạch bóng bọn người anh. Dân dân Hân Ma Hà Đêm. Làm đồ đựng nhanh lên. Ông Nelson, dừng ngay mọi kế hoạch. Tôi sẽ đi cùng nữ chúa Lakshmibai, dừng ngay mọi kế hoạch. Raudulaju, Raudulaju, ông làm cái gì ở đó vậy? Có gì đâu ngài Raghunath. Tôi tưởng mình nhìn thấy cái gì đó. Nữ chúa cho gọi ông kìa, mau vào tiếp kiến đi. Tới ngay. Ngài đi trước đi. Các người có nhiệm vụ là cải trang thành người dân thành Zanxi và sẽ làm theo tất cả các hiệu lệnh mà ta dặn dò. Phải làm cho tốt. Mở ra đi. Thưa nữ chúa, khi số cát trong đồng hồ này ngừng chảy thì người hãy mở cửa mật đạo tới cung điện. Con đã hiểu thầy Tatya. Con cần một chút thời gian để vào cung điện thông qua địa đạo bí mật. Sau khi vào được, con sẽ mở cổng thành cho tất cả mọi người, rồi chúng ta đồng loạt tấn công đánh úp bọn người anh để chúng không kịp trở tay. Con xin phép đi trước đây. Dinh dân Hân Ma Hà Đêm.
Lối vào mật đạo nằm ở đây. Nó sẽ dẫn ta tới cung điện. Ở đâu thưa nữ chúa? Mở ra đi. Nhanh đưa ta cây đuốc. Quay lại. Dạ thưa nữ chúa, vẫn có thể quay lại. Đi xa hơn nữa có thể sẽ gặp nguy hiểm đó. Khanh không cần phải quá lo lắng, cứ làm theo ta là được. Nhanh chân lên. Ánh sáng kia kìa, chắc chắn đó là ánh đèn từ Ngự Thiện phòng. Đi nhanh lên đi. Chúng ta hãy đứng đây chờ tín hiệu của nữ chúa. Tất cả binh lính tìm nơi kín đáo ẩn nấp, không ai được phép lộ diện. Kìa, âm thanh đó phát ra từ ngoại thành. Linh ơi, sao thần dân Jansi lại tàn sát lẫn nhau thế này? Không phải người của Jansi, mà là bọn người anh xảo quyệt và hèn hạ cái trạng. Điều đó có nghĩa là bọn người anh đã âm thầm đột nhập vào nội đô thành Jansi rồi. Chính sự thèm khát quỷ diệt đã đưa bọn chúng đến đây. Vinh danh thần Mahadev! Đó, âm thanh đó phát ra từ ngoại thành. Thần dân đang gào thét. Lẽ nào là... Không, ta phải tới đó ngay lập tức. Thần linh ơi, kế hoạch của ta đã bại lộ rồi. Cả hai đầu của mật đạo đều bị san lấp. Chắc chắn
Bằng cách nào đó, bọn người anh xảo trá đã biết được kế hoạch tấn công của ta. Phải nhanh chóng tìm cách ra khỏi mật đạo thôi. Nhưng thưa nữ chúa, bằng cách nào đây? Phá đá cho ta. Thần Linh ơi, bị kẹt dưới đây luôn rồi. Nếu cứ nghe theo lời của nữ chúa thì mình sẽ chết mất thôi. Bấm, tin tốt, nữ chúa Lakshmi Bai của Jhansi bị kẹt xuống mật đảo rồi. Nhanh tay lên, hãy dùng hết sức mình đi. Thưa nữ chúa, nô tài nghĩ trên đó là một tảng đá rất lớn. Người nói phải, bọn người anh xảo trá đó đã chặn hai đầu của mật đạo. Nếu không tìm cách thì chúng ta sẽ bị chôn sống ở đây mất thôi. Thưa nữ chúa, chúng ta không thể làm gì được nữa. Sẽ không có chuyện đó đâu. Thần không muốn chết như này đâu nữ chúa ơi. Mở ra, mở cửa ra. Giờ chúng ta sẽ chết hết thôi. Kiên nhẫn một chút đi. Tất cả mọi người sẽ bị giết hết, mọi thứ sẽ bị chôn vùi. Bình tĩnh lại đi ông Rao Đu La Su, bình tĩnh lại đi. Mở cửa ra. Ta nói là mở ra mà. Không biết xấu hổ sao? Khanh nói năng như một tên hèn vậy. Ta đã nói là bình tĩnh lại mà. Quân lính đâu? Đừng đập đá nữa. Một trong những bức tường địa đạo bị mòn rồi. Đi thôi. Thần Linh ơi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Nếu chúng ta không nhanh chóng ra khỏi đây để báo tin cho thầy Tát Gia, thầy chắc chắn sẽ làm theo kế hoạch. Và rồi, tất cả sẽ rơi vào cái bẫy của tên quái vật Neo Sinh. Rao Đu La Su, giúp kéo chân anh ta ra đi. Tốt lắm anh Nelson, cảm ơn ngài. Sẽ sớm thôi, thành Jhansi sẽ nằm gọn trong tay của chúng ta. Nếu chúa Jhansi sẽ bị chết ngạt vì thiếu dưỡng khí trong cái mạch đạo mà quân ta đã lấp cả hai đầu. Nô tài đau quá nữ chúa ơi, chắc là nô tài không chịu nổi. Xin người cho nô tài chết đi. Nếu mà không nhanh lên thì không một ai trong chúng ta thoát được khỏi cái hầm này đâu. Đừng nhắc như vậy chứ, hãy dũng cảm lên. Như vậy thì mai sau làm sao ngươi ra trận được. Nô tài gian xin nữ chúa và mọi người, bỏ nô tài lại và đi tìm lối thoát đi. Lakshmi Bai này không bỏ bất kỳ ai lại hết. Chúng ta sẽ cùng nhau ra khỏi mật đạo này. Ta chắc chắn sẽ đưa ngươi theo. Nhanh lên, mau cứu anh ấy ra, nhanh lên. Thưa nữ chúa, anh lính đó nói đúng đó. Chúng ta không nhanh là sẽ không thoát được đâu. Các người ở đây chỉ được phép hành xử như kẻ hèn nhát khi Lakshmi Bai này đã chết rồi thôi. Chúng ta sẽ cùng ra khỏi đây khi mà không thiếu một ai. Cả ông nữa, lại giúp anh ta nào. À!
tốt lắm. Di sản lớn nhất của một người lính là sự dũng cảm của anh ta. Được rồi mọi người, chúng ta nhanh thoát khỏi đây thôi. Là quần nát, nữ chú vẫn chưa ra dấu hiệu gì sao? Có khi nào nữ chú đang gặp nguy hiểm không vậy? Có thể vậy lắm anh Tách Gia, ta phải đi tìm nữ chú thôi. Ta có thể làm gì khi nữ chú đang gặp nguy hiểm? Ta phải làm gì đây? Rồi xong, cuối cùng thì nữ chú của Zanxi cũng bị ta đánh bại. Tiếp theo là Tatsatobe và các tướng lĩnh của Zanxi. Nếu ta dự đoán đúng thì bên kia bức tường này là nhà tù của Zanxi. Lại đây, cùng nhau đánh sập nó. Tốt lắm. Mạnh lên, mạnh lên nữa nào. Nghe đây, tấn công tất cả những kẻ ngoài đó, không cần chừa mạng sống cho bất kỳ tên nào, đảm bảo là không có tên nào sống sót. Tiến lên. Tách Gia, cửa thành đang mở kìa, chắc chắn là nữ chúa. Vậy là người đã đột nhập vào trong thành công rồi. Mọi người dùng hết sức đập nó. Thần linh ơi, nước tràn vào hầm mất rồi. Từ từ nước sẽ dâng lên và nhấn chìm chúng ta đó. Nữ chúa ơi, chúng ta sẽ chết đuối trong này mất thôi. Nước này sẽ không nhấn chìm chúng ta đâu. Nó sẽ đưa chúng ta ra ngoài. Tách Gia cô chừng. Ôi con tôi, lũ ngoại xâm hung ác, cầu thần linh tru diệt các người. Lũ ngoại xâm, ta thề sẽ liều chết với các người, ta thề. Ôi thần linh ơi, lũ người anh hung ác để con vào cảnh tan nhà đất, gửi xin người đầy ải bọn ác tặc xuống địa ngục giùm con. Xin cho hỏi, Zanxi ở hướng nào?
chính là mọi người ăn các người đã giết các vợ con của tôi. Không thể tha cho các người được nữa đâu. Chính là chúng, mọi người anh gian xảo hung ác. Bắt chúng nó lại đi, giết chúng đi. Nợ máu phải trả bằng máu. Mọi người còn chơi gì nữa? Chúng không có kiếm kìa. Mau bắt lại trước khi chúng lấy dụng khí ra. Giết chúng đi. Giết chúng đi. Các người biết nhục không? Dám ỷ đồng ức hiếp hai người phụ nữ sao? Các người không được bôi nhỏ danh dự của người dân Giang Si như vậy. Xin hỏi, cô vừa nói đây là Giang Si hả? Phải, là Giang Si của chúng tôi. Nhưng các cô là ai? Thần Mahadev buông đâu? Đến yên đó, tắt ra tôi về. Bỏ kiếm xuống màu. Nếu các người còn muốn cứu mạng sống của thằng nhóc này thì mau hạ vũ khí hết ngay cho ta. Bỏ xuống. Hay là muốn thằng nhóc này chết? Nhanh lên. Nhanh lên. Rất là nhục nhã. Bây giờ để giữ cái mạng của mình, ngươi dùng cả con nít sao hả? Ngươi biết rằng chúng ta còn có tình người, rằng bọn người anh gian xảo các người sẽ không bao giờ có đủ dũng cảm để đối mặt với người lớn. Nhanh lên, tới bắt tát gia này đi. Nhưng dù chỉ một ông cụ của Giang Sĩ cũng có thể cầm cây kim mà đâm chết cái gàn thỏ của người đó nẹo sân. Dạ, khi đó người sẽ được chiêm ngưỡng một người đàn ông thật sự là thế nào. Giỏi, rất dũng cảm. Thật đúng là những cánh tay lịch lưỡng. Để ta xem thử chúng có thật sự mạnh hay không đây. À, còn về nữ chúa của Giang Si thì Lakshmi Bai đã kẹt trong một mật đạo, và bọn ta quyết định giúp để cho cô ta chết nhanh hơn. Người cả gan dám đụng đến nữ chúa của chúng ta hả? Ừ, và ta chắc là cô ta chết rồi. Cả ngàn tên như ngươi cũng đừng hòng động đến một sợi tóc của nữ chúa, đồ cặn bã. Ở đây chết vinh còn sống nhục. Rồi ngươi sẽ chết trong nhục nhã. Bắt đầu đếm ngược được rồi đó Nêu Sinh. Ngày tử của ngươi đã gần kề rồi. Đánh! Đánh đi! Đánh đi! Tạ ơn thần linh! Tạ ơn! Anh
Ôi trời, cô ta còn sống. Thả họ ra. Thả họ ra không thì. Sao hả? Cô có thể làm gì ta chứ? Cô làm gì nào? Để ta cho ngươi thấy. Đương nhiên. Cho tôi thấy ngài đi nữ chúa. Nhìn cho kỹ. Phu nhân Joe Nelson. Nelson. Trước mặt ngươi là gia đình của ngươi và nữ chúa Lucky Bay.